thì mình sẽ giảm đi cái tuyến mồ hôi và cái mùi hôi của nách của mọi người. Và con Stupidex này đang cực kỳ hot và người dùng đang quay lại mua rất là nhiều. Vì thế là cứ về là cháy hàng thôi, cứ về là cháy hàng. Dùng con này rất là tiết kiệm nha, tại... một tuần dùng có 3-4 lần thôi. Tại vì dùng hiệu quả thì khách hàng tự quay lại mua chứ không cần bán. Ok chưa mọi người? Nhanh nhanh mọi người nhá, nhanh là không lại hết đấy. 1.000 suất thôi, 1.000 suất thôi, giá là 200 mấy ấy. Là giá niêm yết là 320. Nữ nam đều bôi được hết nha. Cái này không mùi không vị. Mọi người, những ai đã dùng con này rồi và thấy hiệu quả rồi thì mọi người comment ở dưới này cho mình và cũng như là những khách hàng chưa dùng để trải nghiệm thử đi. Mùi hôi cơ thể thì mình nghĩ là ai cũng sẽ bị thôi. Khi mà mọi người vận động đi làm hay là gì đấy, quần áo nó toát ra mồ hôi thì nó sẽ có mùi thôi. Nhưng mà đây, làm đi một lọ 30ml thôi, nhưng mà mọi người có thể dùng đến 3-4 tháng thoải mái. Thoải mái nhá, 3-4 tháng thoải mái. Tại vì mỗi lần xài như thế, một tuần mọi người xài 3 lần, mà xài trước khi đi ngủ cho mình nha, cho nó hiệu quả. Ok chưa? Không bị ố vàng trên áo đâu. Không bị ố vàng trên áo đâu, nên là mọi người cứ yên tâm. Giá thì biết là 320. Và nay còn 200 mấy đấy. Rồi, xem bao nhiêu suất nữa được anh ơi. 245. Cái này dùng ok phết nhỉ. Ừ, cái này dùng ok, hiệu quả mà. Kiểu đi làm ấy, nhiều ấy. Nó làm nhiều. Còn 600, 600 nữa. Còn 600. Giá xuống ngày. Giá xuống ngày. Lại đi đái thế mà. Ai đồ đến đây đi đái thôi chứ đi gì hả? Đái mới đi hả? Quên đi đái. Ai đồ này cứ đi 1 tỷ là 5 phút là đi đái một lần. Đi đái đi hả thôi. Ôi táo chuẩn bị lên. Mà ơi Đức Anh ơi lên táo đi. Chuẩn bị lên táo cho cả nhà mình ơi. Đây con lăn lách thì những ai đã dùng cảm thấy hiệu quả thì mọi người cứ giới thiệu cho bạn bè nhá. Rồi táo chuẩn bị lên. Để lên táo đó, rồi tí nói sau. Ai đồ ăn nhiều quá hay sao ấy, hay ăn nhiều quá, đúng không? Ăn cay uống nước nhiều. Ăn phải uống nước thế thì gì mà chảy. Lên đồ cứ ăn đi. Cứ ăn đi, cứ ăn thoải mái đi. Nhưng mà đứng dễ nhá. Không. Có bánh không anh? Có bánh không? Bánh hết rồi. Bánh thì hết rồi mọi người ạ. Hết rồi mọi người ơi. Bánh trung thu hết rồi. Trung thu hết rồi. Rồi, táo có rồi đấy. Táo có rồi đấy. Mọi người vào săn đi. Một tấn táo lại lên tiếp rồi. Một tấn táo lại lên. Thêm bánh nữa đi. Không có mọi người ạ. Hết rồi. 6.000 bánh mà vào đầu live bán cái hết luôn rồi. Anh Tiến tắm vừa vào tắm cái. Đi ra mà hết luôn mà. Chờ mà Nhật Lệ tầm 3-4 ngày nữa. 3-4 ngày nữa chắc là sẽ có quay lại đấy. Đồng hồ không. Nay là chỉ có bên Brucey, rồi Food, rồi Quang Linh Store với gì thôi. Với là Quang Linh Lab và Quang Linh Global cũng có. Đây, Lan Đách này. Còn 4-5 chai nữa thôi. 4-5 suất cuối cùng. Khi mà cách đây tầm 1 tháng đi. Cho lôi bây giờ ra ngoài ngồi đi. Ra ngoài ngồi nghỉ tí. Ngồi nghỉ đi. Chứ không tí là vào ăn. Tí lúc nào ăn thì gọi. Tí ăn hoặc là mang quần áo. Đó. Quần áo store. Đây có mẫu đây rồi. Tí lại nghỉ đi, lại nghỉ đi. Rồi, khi mà cái gì? Ai mua rồi chỉ hàng có thể vào mua. À, những ai mà muốn mua những sản phẩm khác thì vẫn có trong giỏ hàng này mọi người nhá. Vẫn có trong giỏ hàng. Đây, con Stupidex mình nói lại nhá. Cách đây 1 tháng hay 2 tháng gì đấy thì Stupidex bên mình ấy là cháy hàng. Thành ra là có rất là nhiều bên giả mạo về Stupidex. Đưa cái sản phẩm khác kém chất lượng cho mọi người bán cho mọi người. Đấy vì thế là Stupidex đã lên cho mọi người khi mọi người mua ấy thì đều có cái mã vạch ở đây này. Cái mã QR ở đây. Đây nó có cái tem đây và mã QR thì mọi người lấy cái cam điện thoại ấy, camera ấy, mở camera điện thoại lên thì mọi người ấn vào đây cho mình. Đây. Quay vào đây thì nó sẽ hiển cái đường link màu vàng
mọi người ấn vào đấy thì nó dẫn đến một cái trang, đó là trang chính hãng của Sudopedex. Đấy, nếu mà ấn vào không ra trang đấy thì sẽ là giả mạo. Và đúng rồi, nếu nhiều khi cái mã QR này người ta cũng giả mạo được, nhưng mà cái đường link đến cái trang ấy thì nó không giả mạo được. Nên là mọi người cẩn thận nhá. Ê táo này à, táo về lên rồi, lên rồi nhưng mà không ghim rõ hàng đâu. Ghim chưa Đức Anh? Táo lên chưa? Táo kia, táo lên chưa Đức Anh ơi? Ơ táo lên chưa nhỉ? Táo lên rồi mà, táo lên rồi. Ở trong giỏ hàng ấy mọi người. Chứ không ghim ở trên màn hình đâu, mọi người chịu khó vào trong giỏ hàng một chút. Ê chứ. Ai vừa xin mình ấy. Ê chứ, giờ này dùng điện thoại gì đây? Điện thoại bình thường thôi. À bình thường thôi à? Yeah. Cũng vài trăm nghìn ấy còn gì nữa. À Adiano. À Adiano à? Dạ vâng, dạ alo. À tao bị, tao bị. Dạ, dạ, dạ. Ai đây? Alo. Anh hỏi ai đi? Ai Adiano là ai? Ai Adiano là ai? Là ai à? Ơ? Adiano là ai? Không, em mời về mấy chỗ em. Em Adiano là ai? Em Adiano là ai? Là Adiano là ai? Có nhờ. Em là ai? Em là Adiano. Em là Adiano. Ờ thì em là Adiano. Ok. Em Adiano nhân viên của sếp đấy. Rồi, nãy giờ lên hết rồi hả? Đâu, Stomy cái à còn 200. 200 lọ nữa thôi. 200 số. 200 lọ nữa. Hàng mới về nhá. 200 lọ. Đau hết cả cổ rồi. Hả? À? Chưa lên. Ăn gì mà đau hết cả cổ. Mới sang nó lạo nước là cả. À, táo mọi người chờ 1 phút. Chờ 1 phút, chờ 1 phút nha mọi người. Chuẩn bị okay, này. Ok, có bây giờ 1 phút. Linh đang bị lỗi, chờ 1 phút, chờ 1 phút mọi người nhá. Khi nào ok Đức báo cái ok để bọn anh biết được ok nhá. Rồi. Lúc nào ghim thì mọi người có 1 phút, đúng 1 phút nữa thôi. Nhanh 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 vào săn táo, 1 tấn tiếp là 2 tấn rồi. Còn 8 tấn nữa, giờ đến tối muộn, Linh đang lỗi. Linh đang bị lỗi mọi người. Linh đang bị lỗi rồi. Linh đang bị lỗi rồi. Các bị lỗi rồi. Này, anh em mình không nhìn thấy giỏ hàng nữa. Ờ, không rất nhìn là khó. Không nhìn thấy giỏ hàng rất là lên khó hay bán, chưa. Chả biết bán được bao nhiêu, chả biết ai đang vào mua. Nên là rất là khó. Ô bị Linh bị lỗi hết rồi. Có ghim không? Rồi, lần này ghim lần này chứ. Rồi, cứ để trong bỏ trong giỏ hàng nha mọi người. Táo cứ để trong giỏ hàng nha. Mọi người chờ nhá, chờ xíu nhá. Không ghim được, táo thì không ghim được mọi người nhá. Hiện tại đang ghim con lăn nách này, Stobidex. Đấy. À, trẻ tuổi 12 tuổi trở lên thì nhá. 12 tuổi trở lên thì dùng cho em nhá. Tại vì khi đấy